Vâng, em lại thay gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip này thì em sẽ quay chi tiết cho anh em về cái ruột gan của bộ mic AR có mã là AK450. Đây là một bộ mic chính hãng của AR nhé các bác nhé. Hàng này thì nó là thương hiệu của AR, sản xuất tại Trung Quốc. Con mic này thì nó là một trong những cái mẫu mic chủ yếu là em Thanh có đi lắp phòng hát và những cái công trình là chính thôi. Gia đình thì em cũng rất ít khi lắp cái bộ dòng mic này. Dòng mic này thì về cái chất lượng ấy thì anh em thì cứ nhìn qua cái mạch nó là anh em biết những cái linh kiện của nó rất là cao cấp. Và em và các bác thì cũng cơ bản cũng chả biết gì về cái linh kiện này đâu. Nhưng mà cứ quay để cho anh em xem thôi. Đấy, về linh kiện của con này nó rất là công nghệ luôn. Rất lắm linh kiện. Rồi, và cái đầu thu của nó thì mà anh em quan sát là thiết kế của nó là bằng nhựa, ở phần dưới là nhựa này, ở trên là cũng là nhựa, nhưng cái nhựa này là nhựa trong. Thì anh em có thể nhìn được cái màn hình hiển thị của nó cho hai kênh. Đấy, cho hai kênh. Và em cũng có một cái khuyến cáo nhỏ với anh em là khi mà chúng ta mua mic là những cái nút ba lăng nhăng này không động, mà chỉ dùng nút bật tắt thôi. Đấy, chưa cần, không cần chỉnh trò gì cả, vì mic nó đã tự động hết rồi, không phải chỉnh trước gì cả đâu nha các bác nhé. Đó, con mic này thì em Thanh đang bán với những công trình phòng hát rồi phòng trà, thì em đang bán đôi này ở bộ mic này với giá là 8 triệu. Còn anh em mà mua online thì em cũng nói luôn là bộ mic này là em đang bán với giá là 6.500.000 một bộ. Đấy, là bao ship cho anh em, tặng một bộ pin sạc cho anh em chơi, và chế độ bảo hành chính hãng của nó là 2 năm. Đấy, riêng cái AR này thì chế độ bảo hành của nó rất là tốt, để anh em chơi nhé, yên tâm luôn. Đấy, đây là ruột của nó này, ở phía sau này thì nó cũng có rắc 6 ly và rắc bơm 3 lăng. Đấy, có rắc 3 lăng hoặc là anh em mình gọi là rắc đực rắc cái đấy. Đấy, 3 lăng có 2 rắc và có rắc 6 ly. Rất đẹp. Đó là về cái đầu thu của cái mic này. Đấy, đầu thu của mic này. Rồi, tiếp theo đến cái tay mic. Thì cái tay này thì chúng ta có một cái tay, và con này thì tay này thì nó lại màu, thiết kế màu vàng. Đấy, nó có chống lăn ở dưới này, và chống lăn ở giữa đây thì em lại chưa lắp vào. Đấy, rất là sang. Rồi, em sẽ mở cái đầu thu ra cho anh em xem cái đầu thu của cái mic này. Thì nhiều anh em bảo là cái mic hay hay không là do cái đầu thu. Thì tất nhiên nó đúng, nó cũng có là một cái ý đúng. Nhưng mà em nói luôn là ví dụ như con mày thì anh em chắc lần đầu gặp cái đầu thu kiểu này. Nó rất là lạ, nó chả giống một cái gì cả. Thì cái hãng AR này họ cũng có những cái thiết kế riêng, nên là nó không có trùng với những cái dòng mic mà nó phổ thông trên thị trường. Đấy, mà cái mic này của nó là nó thuộc sự diện và phân khúc cao cấp. Đấy, nên là cái chất âm của nó có thể nó khác, hơi khác một chút. Mic này hát thì nó rất là nhẹ tiếng và nó không bị vỡ tiếng, không bị, nói chung là nó đã đạt được cái tiêu chí đôi tai của những người hay đi lắp phòng. Đấy, không phải một mình em mà rất nhiều anh em lắp phòng hay lấy cái dòng này lắp. Đấy, chất lượng nó rất là cao cấp, nó không phải là cái phân khúc phổ thông nữa. Đấy, nên là anh em mà có những cái nhu cầu đối với những cái bộ mic mà nó đặc biệt chất lượng, đấy, mà chúng ta bỏ qua về vấn đề giá cả đi một chút, thì anh em có thể lựa chọn cái dòng mic này. Đấy, phân khúc tầm tiền là 6.500.000, rất là chất lượng luôn. Đấy, tay vị cũng màu đỏ và con đầu cũng màu đỏ. Ở đây thì anh em nhìn nó có một cái nút cộng trừ này, em cũng đã không biết nó là cái nút gì. Đây, nó có một cái nút cộng trừ nhỏ ở trong này, chả biết nó làm gì. Đấy, nói luôn là cái mic này em chỉ có chia sẻ với anh em là tiêu chuẩn, nó tiêu chuẩn của tàu thôi, nhưng cái tàu này của nó là tàu xịn đấy, rất là chất lượng các bạn. Đấy, còn
mình cũng không biết. Còn chúng em chỉ gọi là lắp đặt và có những cái mà công trình lắp cài rồi, thế cái độ ổn định và hiệu quả rất là cao. Đấy, cái giá của nó cũng không rẻ. Con này là em đang bán online, là em đang bán gọi là đao giá rất là thấp rồi. Đấy, nên là anh em mà có nhu cầu liên hệ với em Thanh nhé. 6,5 triệu một bộ AR. Đấy, bộ này em lên với những cái phân khúc cao cấp thì hát bao sướng luôn. Thì sau đây ở cái phần tiếp theo của clip này thì em sẽ test một đoạn karaoke để gửi tới anh em. Tiếng người vang, người ta hỏi có nhẹ có hay không, vang không nghe đi.